Yo, hello, what's up chào em nha. Chào quay trở lại với channel mình đây, từ từ bá đạo người nhá. Chào anh em của game Go Mua Huyền Thoại như mình đây, từ từ bá đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước vào video cho anh em xem video, vẻ đầu video anh em xem like và một đăng ký kênh của channel phát triển nhạc của người rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục hành trình cập nhật hình quả cáp và vui chơi sự kiện anh em. Hôm nay là ngày thứ ba của sự kiện mới rồi các bạn. Đăng nhập lại thấy quà rồi anh em. Xa xương xương hai phần quà trang bị à. Ồ, 90 trang bị đạt cấp 60 à, hơi nhiều đấy. Rèn luyện của game vẫn nó chưa reset à, từ từ là tí anh em. Rồi ok các bạn, giờ thì chắc là reset rồi. Rồi tôi vừa mới anh em vào game lại cho mấy giờ được đây. 3. Ok. Này bên này. Bên này thì cũng quét được thôi anh em, quét được hết rồi. Tiếp tục lễ hội nào anh em, qua tiếp. Chung nhiều. Ngon lành. Rồi ok, sự kiện. Hôm nay có gì đặc biệt nào? Hôm nay truy nã dâu đen thì phải anh em, hôm nay không nhầm là truy nã dâu đen anh em. Dương giới hạn này. Hôm nay tính nạp hiện tại vẫn còn anh em. Nạp đơn. Nạp báu vật đi, nạp báu vật mới ạ. À. Uầy. Ui, báu vật mới anh em. Súng của Ben Batman này. Uầy, vậy là sắp tới chắc chúng ta sẽ có tướng Ben Batman anh em nhé. Không biết là phải không ta. Rip tay đen thì không cần nói rồi anh em, đấy tay đen thì ở phiên bản trước cũng có rồi anh em không nói. Ai đây? Yamato ạ. À. Wow. Có bảo vật thì chắc chắn có tướng anh em. Áo choàng tóc đỏ rồi anh em. Kabuto. Yo, nhiều cái bảo vật ngon này anh em này. Thứ hai siêu siêu sale anh em. Uầy. Hơi cũng không phải đắt hay rẻ anh em, nhưng mà 1k kim cương này nhận được một mắt thì hô anh em, 2k kim cương nhận được một cu lù GT4 này, nhờ anh em hỏi này. Ở mốc 5k anh em. 10k. Wow. Fury rồi mấy cả anh Zoro Galo anh em. Chụp nạp quà có mốc luôn ạ. À. Quá khủng các bạn. Trời ơi, lập nạp mốc nhận ngay tướng tướng anh em, ngon lành thế nhờ. Ok, chúng ta kéo qua fanpage xem có gì hot không anh em. Ok các bạn, qua fanpage là. Qua fanpage là anh em, chúng ta có gì đây? Máy chủ. Các thuyền trưởng chỉ cần đàn mốc và cứ để làm mình no. Có thể còn quà fan cứng đâu Nami. Đạt mốc 15k like tặng ngay gift code mới. Lại nữa hả? 7k 6 rồi anh em vote like bạn nhá. Chúng ta có sự kiện vote like để thế này. Giờ cứ đợi cho có đe mà phát có đủ đâu. Phát 15 có đe chưa thì chị làm cả đã mất hoài. Ừ đúng rồi. Chưa thấy phát 15k ấy mà anh em. Giờ để ý ai có avatar Odin với tướng Odin chạy ở luyện tập. Là mê các thuyền trưởng ạ. À. Hai ba con mực Odin ngon cực. Ừ, chuẩn like. Không có quả cốt gì nè. Hết rồi anh em, chúng ta chưa có code thì có cái sự kiện này là hôm nay nhắn còn ngày anh em, đến là mùng 5 lận. Không phải, ra mắt tướng mà, sự kiện ra mắt tướng Odin đấy. Đâu ta, đây đây anh em có sự kiện ra mắt tướng Odin đây các bạn, đây, hắn còn anh em thì tham gia. Đến ngày mùng 5 này hết hạn nha, lái xe qua tôi hướng dẫn anh em lấy qua hút code Odin rồi, nhưng là không hướng dẫn lại các bạn, lái xe nhận code thôi. 20k like thì mới 10k xe thì chúng ta nhận thêm quà đấy xem nào, chúng ta được bao nhiêu rồi anh em. 10k like, 15k xe rồi, 5k xe rồi, yêu cầu bao nhiêu? 20k like à? Ui hơi căng các bạn. Quả này hơi chát đấy, khó nhai đấy. Cũng hết rồi anh em, lại chưa thấy có gì hot nữa các bạn. Nó có bấy nhiêu thôi là hết hot rồi. Đây, cảm ơn các bác. Cho bảo con bật. Ui rồi ôi. Odin nhà người ta đây các bạn. Tốc độ đánh cộng 20%, bạo kích 9,5. Xa thôi, giờ không có anh em chứ nói gì. Quá khủng khiếp. Ok.
như đây, cần câu neo xem nào, một mình anh OD luôn hả? Ui ui quá khủng khiếp các bạn, quá ghê gớm, quá ghê gớm các bạn. Ui rồi, ui rồi, cứ kiểu mấy chú chưa đủ tuổi, chưa đủ tuổi để đánh với anh ao trình luôn các bạn. Ui một mình cân mát mà có thật ạ. Ui trời ơi gắt quá các bạn, quá là gắt luôn anh em ơi, quá khủng khiếp ạ, quá khủng khiếp luôn các bạn. Trời, một mình Odin cân luôn cả map, quá khủng khiếp các bạn. Ở đây thì đây Odin, ở đây anh em lại Odin nữa, lại một trận thi đấu nữa của Odin các bạn. Lên group xem Odin đánh cũng được, xem nào. Khóa đi, cứ khóa đi, đợi anh Odin hết quỹ chói cái là thong rồi. Đội bạn xác nhận, xác nhận lên bảng điểm số. Ôi giật, đừng nói một mình giật ngược map luôn nhá, giật ngược tem luôn nhá. Ui cái này chắc là quay ngược chỉ số luôn các bạn. Ui áo trình à. À nhìn vậy chứ ngoài vậy anh em vẫn ao trình thôi chứ chưa nói lên tất cả được. Đã một trận thi đấu giữa Odin nữa à. Ok các bạn, chúng ta lại có một trận thi đấu giữa anh Odin. Lên group xem Odin. Ui hai Odin chém nhau các bạn. Lên group xem Odin chém nhau cũng được. Ui xoài, ui xoài. Hai Odin chém nhau các bạn. Chưa kịp định hình luôn. Được thế không? Ngược anh em, ngược tình thế rồi, ngược tình thế rồi, ngược tình thế rồi, ngược tình thế rồi. Lau nó chuẩn nó móc tim phát là hẹo luôn này. Nó nhắm, nó đậu. Rồi, rồi ok các bạn. Quả này là xong rồi, biết mà. Nó nên nó giật tim của Odin ra là biết rồi anh em. Làm sao mà đỡ rồi. Đúng kiểu đỡ làm sao được các bạn. Ui. Đáng đồng tiền mất gạo giá man anh em. Đấy, mà cái tao không làm được các bạn. Và chưa không làm được. Ồ choa. Đáng đồng tiền mất gạo thế nhờ. Lại một clip Odin Odin giao lưu với nhau à. Hai Odin chém nhau anh em. Ui, bây giờ lưng đến tận full trời rồi anh em, full trời. Wow, quá khủng khiếp các bạn. Quá ghê gớm. Chô. Chô. Ây da, ây da, đau đau đấy nhờ. Chô, lên đây xem Odin chém nhau cho nó phê quá. Jackson lại, quay. Ờ có gì sẵn lại video clip nào thì anh em cho mạo phạm xin phép nhá. Quên mất. Hết chưa? Chắc hết rồi anh em. Quá ăn giờ bấy nhiêu Odin thôi. Một ngày cày chay. Ok chắc hết rồi. Thôi chúng ta về game anh em. Gì đây? Thấy mấy ông bàn về cái tiêu phí. Bản này bản trước vậy để chắc bản trước chứ. Ừ bản trước anh em nhìn này thấy rồi. Ok về game nào. Thư có gì không? Bot hàm đội. Tin nhắn hello anh hay xem YouTube của anh. Ok cảm ơn em nhé. Ok nhận quà quà nè. Xóa thư. 7k. Lại đổi được. Lại gần sắp đổi được thêm hai mảnh pero đấy anh em. Đây. Đây, đó, mỗi lần như này mà em được hai lần anh em, mỗi ngày nhà tranh thủ rồi dần. Còn 40 mảnh nữa anh em là chúng ta đã up được đến 4 sao. Cứ thông thả anh em, sự kiện này cứ trong thả các bạn cứ ăn hết cái pero là ngon rồi. Có điều kiện kinh tế làm thêm tí nữa thì được. Ok, túi đồ nè. Giờ thì bắt đầu dư FP dần rồi anh em. Bắt đầu mấy ngày nay đã bắt đầu dư FP dần rồi các bạn. Ok, dư FP để tôi đi nâng cấp tướng anh em. Đây. À, tiếp tới trên đỉnh luôn à. Ừ, 62 các bạn, 62. Tiếp từ phía trên này cơ.
62 này. Sáu mươi hai. Ok các bạn, 62 lên tiếp nào, lên tiếp nào, N à, lên luôn anh em. Rinbe, Reju, Kuma, ok lên luôn các bạn, cho 5 mảnh nữa lên mà cũng chưa kiếm ra được. Hết rồi, hết HP rồi anh em. Lần nhẹ nhẹ 20k lực chiến. Nhưng mà đây bây giờ ở phiên bản này không có sự kiện, không có nhiệm vụ làm cái anh em. Không có nhiệm vụ tăng lực chiến trong ngày như ngày trước. Bây giờ lại không có nhiệm vụ tăng lực chiến trong ngày như trước anh em, mà trước là có nhiệm vụ tăng lực chiến trong ngày nữa cơ. Bây giờ thì không còn. Sáu hai lên kin nào, tiếp tục lên kin các bạn. Rồi tăng nhẹ anh em, 15 mét vàng à. Trời, nút cần thì không có anh em, nút tích thì một đống. À, bắt đầu tài nguyên tôi bắt đầu chứng lại rồi anh em, chứng tài nguyên lại rồi. Ok 62 nào, tiếp tục 62. Ok rồi, video sáng nay thì cũng cập nhật qua tình quả các vui chơi sự kiện hết rồi anh em. Các bạn thấy sao mà tướng mới anh em, Odin Kiruki Odin quá mạnh luôn anh em, hiểu quá. Quả cốt sáng nay thì chưa có gì đặc biệt anh em nhá. Ok video kết thúc đây, bye bye mọi người.